Xin chào các bạn, hôm nay coi vợ mình nấu cái món gì cho mình ăn đây nha. Bấm bấm đi hả? Cái sức cạn mà để miếng gì sau kia hả? Bấm đi. Đánh ngồi khi đi. Thank you.
Thế là món ăn đã hoàn thành rồi đó các bạn. Các bạn thấy có ngon không? Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé. Để làm những clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn.